Khung cảnh buổi chiều trên chiến trường thật khó quên. Những ngôi nhà sàn gỗ bốc cháy ngùn ngụt, nổ lốp bốc, khói bốc lên đen đặc một góc trời. Đó đây những xác giặc nằm rải rác. Bộ đội sau gần một ngày chiến đấu liên tục đã gần như kiệt sức, tranh thủ nằm nghỉ ngay trên mặt ruộng. Những chiếc xe tăng cứ gầm gừ chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng lại ùng hoàng bắn vào những ngôi nhà sàn còn sót ở phía xa. Tôi vừa nghỉ vừa tranh thủ lắp nốt những viên đạn cuối cùng trong cơ số mang theo vào hộp tiếp đạn. Gần tối, chúng tôi vào tiếp quản Fumbrekoki, cách Chi Phu chừng 2 km về hướng đông nam. Quan sát sở đại đội, đóng bên tay phải con lộ nhỏ, đi lên sẽ gặp một lộ tại ngã ba Chi Phu. Bên tôi chốt ở ngoài rìa Phum, bên tay phải đại đội. Anh Nhạn phân công tôi và Minh ra hẳn ngoài cánh đồng, đào hầm lập chốt tiền tiêu ngoài đó. Cách con đường nhỏ khoảng 50 mét, vừa mệt vừa đói, làm sao mà đào được hầm đây? Tôi và thằng Minh đi tháo những cánh cửa sổ của những ngôi nhà còn nguyên vẹn, đem về lát ngang trên rãnh dẫn nước vào ruộng, giải ni lông đi mưa xuống, căng tấm tăng lên thành một cái lều nhỏ, súng ống để bên cạnh. Cơm nước xong xuôi, hai thằng nằm thẳng cẳng trên chốt, quá ngon. Đến gần nửa đêm, cơn mưa ập xuống xối xả, mưa rơi trên mái tăng cứ rào rào như gõ trống. Phía dưới gầm lều, nước chảy mạnh thành dòng. Hai thằng chúng tôi cứ thù lù ở trong lều. Lúc đầu còn cảnh giác, thay nhau căng mắt ra theo dõi xung quanh. Đến lúc mệt quá rồi thì kệ mẹ địch, các bố chúng mày phải ngủ cái đã, sống chết thì có số. Thế là hai thằng cứ ôm nhau ngủ ở giữa đồng không mông quạnh, đánh thẳng một giấc đến khi trời sáng. Sáng hôm sau có lệnh dừng củng cố tại chỗ. Tôi và Minh đi lang thang xem những ngôi nhà nằm trong khu vực đóng quân của đại đội. Trong một ngôi nhà, tôi nhặt được một con dao găm, lưỡi dao cong cong, chuôi sừng có nạm bạc rất sắc và đẹp. Trong khi lang thang, thỉnh thoảng bọn địch từ đầu mạn phía Phun Chi Phu phát hiện thấy bọn tôi, lại bắn 12 ly 8. Hàng loạt tiếng nổ chát chúa cứ đùng đoàng. Cọc sợ, có lẽ trải qua trận chiến đấu như ngày hôm qua, thì tiếng cùng cùng cũng vớ vẩn của khẩu 12 ly 8 không còn gây sao xuyến cho hai thằng tôi nữa. Buổi chiều ngày 17 tháng 6, chúng tôi nhận được thư nhà do anh nuôi mang tới. Nào thư của bố mẹ, thư của các em tôi, thư của các bạn. Thằng Minh mặt hớn hở, nó nhận được thư của Minh Nguyệt. Anh Minh mến nhớ, lần đầu tiên Nguyệt gọi tao bằng anh đấy. Nó vui vẻ khoe với tôi. Chúng tôi ngồi trên ngôi nhà sàn đổ nát, cùng chung nhau đọc những cánh thư nhà, buồn vui lẫn lộn. Sau hai ngày dừng lại nghỉ ngơi, củng cố đơn vị, rạng sáng ngày 19 tháng 6, trung đoàn tổ chức đánh chiếm ngã ba Chi Phu. Và khoảng 3 giờ sáng, chúng tôi bắt đầu hành quân. Đến khoảng hơn 4 giờ sáng, tiểu đoàn 3 bí mật tiếp cận mục tiêu. Hướng tấn công của tiểu đoàn 3 là hướng đông nam, phía bên tay trái của ngã ba Chi Phu. Qua mấy đêm mưa liên tục, nước ngập đầy các thửa ruộng mà mấy bữa trước còn khô nứt nẻ. Kiểu này T-54 khó mà hành tiến cùng với bộ binh đây. Tôi thoáng nghĩ, dù mới tham gia chiến đấu, nhưng tôi đã có được cái cảm giác ấm sườn mỗi khi nghĩ đến có xe tăng cùng tham gia trận đánh. Vững tin lắm, yên tâm lắm. Bò sát vào vị trí được phân công, theo lệnh của anh Nhạn, mỗi đứa chúng tôi đào một cái hầm. Nói là hầm cho oai, chứ nó chỉ to hơn cái ổ gà đẻ một chút. Nhờ có mưa, đất mềm nên chỉ sau mấy phút, hai đứa chúng tôi đã duỗi xong hai cái ổ. Nước ngấm vào rất nhanh, phút chốc hai cái ổ đã ngập đầy nước. Thằng Minh lăn xuống nằm, rồi thì thầm với tôi, như là hồ bơi Quảng Bá mày ạ. Cái thằng, lúc nào nó cũng tếu được. Có lẽ nó cố tình như vậy để quên đi nỗi buồn của gia đình nó chăng? Cha là một họa sĩ tài hoa, mẹ là một nghệ sĩ đoàn cải lương chuông vàng. Ông bà chia tay để lại cho nó một nỗi buồn khôn tả. Rồi cô bạn gái của nó, Minh Nguyệt kia nữa. Nó ngỏ lời mà chưa được đáp. Tất cả điều ấy đều đọng lại trong đôi mắt của nó. Tôi biết rõ như vậy. Có thể cũng vì những điều ấy mà trong chiến đấu, nó bao giờ cũng lao lên phía trước, mạnh mẽ, dứt khoát, có đôi chút liều lĩnh bất chấp những hiểm nguy đang đe dọa bản thân mình. Cho đến bây giờ, khi ngồi viết những dòng này, những hành động đầy quả cảm, máu lửa và kiêu hùng của thằng Minh, người đồng đội, người đồng hương thân yêu vẫn hiện lên rõ nét ở trong tâm trí tôi hơn bao giờ hết. 5:30,
tiếng pháo chi viện của quân đoàn sư đoàn đã phát hỏa. Những ánh lửa lóe lên như chớp giật, những đám lửa bùng cháy như muốn xé rách bầu trời vừa tảng sáng. Tiếng súng các cỡ nổ dồn dập. Này, chết mẹ mày đi này. Này, chết cụ mày đi này. Vừa lẩm bẩm ở trong mồm, tôi vừa siết cò súng. Từng tràng đạn nổ dài, hòa nhịp với tất cả. Trong tôi mọi suy nghĩ vớ vẩn về cái chết, về quê hương, gia đình, bạn bè, trước lúc nổ súng, bỗng biến đâu hết. Pháo chi viện vừa ngưng bắn. Súng phong! Tiếng súng phong vang lên. Tôi xách súng vượt qua mấy bụi cây nắc cỡ, ào lên chiếm ngay mồ đất sát cạnh ngã ba. Bọn địch dựa vào hệ thống hầm hào phòng ngự, chống đỡ quyết liệt. Tiếng DK-75, DK-82 của địch nổ chát chúa. Mấy chiếc T-54 không thể tiến lên được. Mùa mưa đã đến, T-54 chỉ còn mỗi con đường độc đạo là lộ 1, nên không thể tạo thế bao vây chia cắt quân địch. Chúng tôi giành nhau với địch từng mét đất ở trong ngã ba. Đến quá trưa, địch ta chia nhau mỗi bên giữ một nửa thị trấn Trì Phù. Đại đội của chúng tôi chiếm được một khu nhà sàn ngay bên trái lộ 1. Chúng tôi nhanh chóng đào hầm, triển khai kế hoạch chiến đấu phòng ngự giữ chốt. Những bữa ăn lương khô, uống nước ao tù của mấy ngày qua, lúc này đã bắt đầu phát huy tác dụng với tôi. Bụng đau quằn quại, tôi cứ xì xoẹt suốt, không biết là bao nhiêu lần, người choáng váng, mệt bã người. Tôi vốn có bộ máy tiêu hóa cực kém, theo gia truyền của gia đình, nên cứ ăn hơi lạ bụng là biết tay nhau ngay. Thằng Minh lo lắng ra mặt, nó trèo lên cây ổi ngay cạnh hầm, hái mấy búp ổi non đưa cho tôi nhai. Sang ngày hôm sau, cái bụng tôi êm dần. Thời gian ở chốt tại Trì Phù của đại đội tôi không hề êm ả như lần chốt trước. Địch ta cùng chung nhau một nơi, chỉ cách nhau có một khoảng trống nhỏ, rộng chừng hơn 100 mét. Phía trước hầm của bê tôi là một rặng le dài, bên một gốc cây me cổ thụ. Trước rặng le là một cái giếng xây, vài ruộng rau muống đã cằn. Qua mấy ruộng rau đã là bên địch, bên phải ruộng sát lộ 1 là những bầu sen chạy dài lên phía trước. Sáng nào cũng vậy, lũ M13 gắn DK-75, DK-82, pháo 105 của địch nằm bên kia sông. Phía cầu Tà Yên cứ ủng oàng nhà đạn vào chốt của chúng tôi, từ sáng đến trưa thì mới dứt. Bọn lính bộ binh của địch thì hò hét cứ trồ trồ nhặng xị. Chúng tôi bình tĩnh đợi địch tiến gần, rồi đồng loạt nổ súng hất ngược bọn chúng ra xa. Cứ như vậy, ngày nào cũng giống ngày nào, kéo dài đến hết cả tuần. Xế trưa ngày 22 tháng 6, anh bê phó họ Quách tên hay Sum, rất khó nhớ, lên sát gốc cây me để quan sát tình hình địch. Một quả cối 82 nổ bất thình lình ngay trên ngọn, mảnh văng tứ tung, anh gục xuống tại chỗ. Anh truyền y tá đại đội băng lên, kéo anh ấy vào nấp sau bức tường đổ. Chúng tôi xé áo của anh ra, một dòng máu đỏ tươi rịn ra ngay dưới vú trái. Anh đã tắc thở. Đứt cuống tim chúng mày ạ. Anh truyền thở dài phán. Cũng mảnh quả cối đó, thằng Minh dính ngay một mảnh vào ngón tay ở bàn tay phải. Nhẹ thôi, chúng mánh rồi. Nó nhe răng cười với tôi và giao hẹn. Tao đi viện vài ngày rồi lại về với mày thôi. Thế là còn lại chỉ mình tao, tôi thầm nghĩ. Xung quanh vẫn còn biết bao nhiêu đồng đội tôi vẫn không tránh được cái cảm giác trống trải khẽ len vào trong tôi. Có nó ở bên cạnh chia sẻ, tôi yên tâm biết bao. Mấy hôm nay, chiều nào trời cũng mưa rất to. Những hạt mưa quất thẳng vào tôi dàn rát. Hạt mưa rơi xuống nòng súng, bốc hơi xèo xèo, nghi ngút. Tôi đang thẳng tay quất những loạt đạn thẳng căng vào bọn khốn kiếp. Bỗng xoạch, tiếng súng tắt đột ngột. Khẩu RPG của tôi câm như hến. Hết đạn rồi sao? Không phải, dưới tiếp đạn vẫn còn thòng ra những viên đạn vàng chóe. Tôi kéo quy lát lên đạn, quy lát bó chặt cứng không nhúc nhích. Bọn địch thấy tiếng trung liên im bặt, liền hò hét xông lên. Chết mẹ rồi Thọ ơi, giữa lúc như thế này mà lại dở trứng tắc súng thì thôi rồi. Tôi hét lên. Anh Nhạn, súng em bị tắc rồi. Anh Nhạn hô khẩu đội, đại liên ba càng Kalinov bắn yểm trợ, rồi nhào sang hầm tôi. Tôi mở ốc khóa nòng, tháo băng đạn ra. Viên đạn kẹt cứng ở trong ổ chứa. Hai anh em mắm môi mắm lợi, khóa nòng vẫn không được. Mày mang súng chạy về quan sát ở sở đại đội, bảo bọn nó sửa cho. Để mẹ, mưa gió thế này, mấy hôm đê chịu lau súng, cho mày chết.
Tôi chui ra khỏi hầm, chạy băng về hầm đại đội trong tiếng đạn rít vèo vèo bên tai. Anh Bình Trắng, để phân biệt với một anh cũng tên là Bình, B trưởng B3, người ở Đông Anh, Hà Nội. B trưởng B1 vừa lên quyền đại đội trưởng C11, thay đại đội trưởng kiêm chính trị viên bị thương trong trận chiếm Chi Phu hôm 19 tháng 6. Thấy tôi liền hỏi: "Sao vậy thằng em?" Tôi phân trần trong hơi thở gấp: "Em đang bắn, súng bỗng nhiên bị tắc ạ." "Tại thằng em quá lười, không chịu lau chùi bảo quản phải không?" Anh ôn tồn nói. Tôi gật đầu. Đánh nhau liên miên, tôi thấy súng còn mới toanh, cứ bóp cò là nổ, cần gì phải lau với chả chùi. Ai ngờ nó lại tắc tị giữa lúc như thế này, một bài học thấm thía. Trong lúc ngồi chờ cho quân khí khắc phục khẩu súng, anh Bình, anh chuyển y tá pha bồi dưỡng cho tôi một cốc bột sữa trứng, tiêu chuẩn của cán bộ đại đội. Đúng là đường sữa phát từ trên phát xuống, cuốc sẻng phát từ dưới phát lên. Lính tráng ở phía dưới chúng tôi nào có biết bột trứng, bột sữa nó mặn ngọt như thế nào. Anh Truyền vỗ vai, nói với giọng rất chính trị viên: "Ở dưới này nghe RBD của em nổ, bọn anh yên tâm lắm, rất đĩnh đạc." Của đáng tội, tôi nghe cũng phồng cả mũi. Tất cả những cốc sữa trứng, ngụm trà, điếu thuốc và những lời động viên có cánh. Mấy hôm ở chốt, tôi cũng bắt đầu tập tuệ hút thuốc nhằm mục đích động viên. Tôi biết vậy. Lại nói một chút về anh Truyền y tá. Anh Truyền chỉ là y tá đại đội, nhưng rất có uy tín trong các lớp cán bộ của C11. Khi bố trí đội hình tấn công hay phòng ngự, ý kiến tham gia của anh rất có trọng lượng, thậm chí có khi là quyết định bởi bề dày tham gia chiến đấu của anh. Đại trưởng, đại phó, chính trị viên thi nhau hy sinh, bị thương, còn anh vẫn cứ yên vị. Chính nhờ sống lâu như thế, anh đã trở thành lão làng. Trong việc chỉ đạo tác chiến của đơn vị tôi, anh tỏ ra bao dung với tôi. Khi lần gặp nhau đầu tiên, tôi đã anh tôi với anh khi biết anh là y tá. Đến bây giờ tôi mới hiểu anh. Súng vừa sửa xong, tôi lao cắm đầu cắm cổ chạy về vị trí chiến đấu quen thuộc. Tiếng súng lại nổ giòn đĩnh đạc. Trong lúc tôi chạy về sở vũ khí, một quả DK-82 đã hốt gọn ổ đại liên của đại đội. Ba thằng, hai chết, một bị thương rất nặng. Thằng Ước Lác dân Nghệ An cùng đoàn với tôi đang nằm thở khò khè nặng nhọc, mặt vẫn lác lộn toàn lòng trắng. Anh Nhạn lật người nó lên rồi phán: "Để mẹ, nó sắp chết rồi." Thằng Ước bỗng ngẩng đầu lên: Em chưa chết đâu, các anh cứu em." Đang lo lắng thương cảm, tôi vẫn phải phì cười: "Cái thằng này sao mà nó lắc đến vậy, hai cái lòng đen nó cứ chập díu vào nhau, vậy mà lại được điều vào tổ đại liên, chẳng biết bắn chắc ra sao." Một thằng bảo an nhìn hóa ra ba thằng Bình Định, chúng tôi vẫn trêu đùa nó như vậy, vậy mà bây giờ. Liên lạc đại đội báo cho tôi biết tôi phải về quan sát sở đại đội ngay. Về đến nơi, anh Bình, anh Truyền pha nước mời tôi và nói: "Chắc em đã biết tổ đại liên vừa bị xóa, bọn anh đã cân nhắc kỹ, trong đại đội không ai có thể sử dụng khẩu đại liên này hơn em cả. Nghe tiếng điểm xạ của em, bọn anh tin rằng khẩu đại liên sẽ phát huy tốt tác dụng nếu rơi vào tay em." Bục phét, lại chiến thuật động viên vớ vẩn. Nhưng tôi biết đằng sau những lời ngọt ngào ấy là một mệnh lệnh chiến đấu. Tôi không nhận mà được với các ông ấy à? Đồng thời anh Bình cũng thông báo tôi được nâng quân hàm từ binh nhì lên binh nhất. Trinh sát tiểu đoàn thông báo có ít nhất hơn 40 tên gục ngã trước mũi súng của đại đội tôi. Tôi trở về bàn giao lại khẩu RBD để sang nắm tổ đại liên. Binh nhất Lê Thái Thọ: "Có tôi." Và kinh kinh, tiếng đại liên của tôi vang lên giòn giã, có phần đánh bật mũi tấn công của mấy thằng bốt chó đều. Rạng sáng ngày 25 tháng 6, ngày sinh nhật lần thứ 19 của tôi, tiểu đoàn 3 của chúng tôi được lệnh rút về phía sau để nghỉ ngơi và củng cố. Trận địa phòng ngự Chi Phu được giao lại cho D1 đảm trách. Bàn giao trận địa xong, chúng tôi rút theo lộ 1 về tuyến sau. Gọi là tuyến sau, nhưng thực chất cũng chỉ cách Tiền Duyên chừng hơn một cây số. Thôi thế cũng được. Nơi chúng tôi nghỉ ngơi chính là cứ anh nuôi của đại đội, một ngôi nhà sàn nằm nép mình bên phải lộ 1, ngay ở trên mặt lộ bên cạnh cứ. Hai khẩu 105 và hai khẩu cối 106,7mm của quân đoàn hay sư đoàn suốt ngày đêm cứ ầm ầm nhả đạn. Chúng tôi tranh thủ tắm giặt ngủ nghê sau một tuần chiến đấu căng thẳng. Cả đại đội nồng nỗng
ao ra thửa ruộng phía sau cứ, nước ruộng trong vắt, nào thì chạy nhảy cười đùa té nước ẩm ý một góc đồng, nào thì cho tao xin tí xà phòng. Mày quê ở Phú Thọ à? Thôi kỳ cho tao cái lưng. Chiếc dép cao su trở thành vật dùng để kỳ cọ hiệu quả. Ghét cứ bay qua hàng mảng, vì cả tuần nay có tắm giặt gì đâu. Chỉ còn lại những tấm lưng phản ngực đỏ au, sạch sẽ mỡ màng, quần áo phơi đầy trên những bụi cây lúp xúp. Chúng tôi nhanh chóng quên ngay những ngày tháng máu lửa, bi thương vừa trải qua. Mưa lúc nào, mát mặt lúc đó. Lính mà em. Lại có thư, thằng nào ít cũng phải có dăm ba lá, tòng ten nằm trên cánh võng. Lúc này, lũ lính mới chúng tôi vừa nhận được quân trang bổ sung, quần đùi, áo may ô thoải mái. Thằng thì đọc thư, thằng thì viết thư, thằng thì nghêu ngao hát hò vui vẻ. Nằm chán, tôi lại đi lên mặt lộ xem mấy khẩu pháo của tao bắn. Hay thật, tôi nhìn rất rõ quả đạn 105 bay ra khỏi nòng. Có lẽ gia tốc lúc ban đầu còn nhỏ, nên đạn bay rất chậm, nhìn rõ một một. Ở dưới bếp, mấy anh nuôi đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại, trổ tài nấu nướng, bồi dưỡng cho mấy thằng thoát chết trở về. Bữa ăn có gì nhỉ? Dưa leo, rau sống, bánh tráng, thịt heo luộc, thịt rang mặn, cơm canh đủ cả. Thuốc dê thì hàng táp. Tất nhiên là không thể thiếu được can rượu trong vắt như mắt mèo. Bao nhiêu phụ cấp, toàn đơn vị đều do anh nuôi giữ hộ cả. Ngoài tiền mua thuốc dê, vở viết, dùng để quấn thuốc là chủ yếu, và mấy thứ lặt vặt để gửi lên trên chốt, còn lại đổ tất vào những cuộc nhậu như thế này. Gạo tiền của thằng đã chết, của thằng đã bị thương đi viện, mặc kệ, đã có nhà nước lo, bây giờ phải lo cho những thằng còn lại, cho nó xả láng mấy hôm, này sống mai quẻo, biết thế nào được. Trong bữa nhậu, anh Bình, quyền xe trưởng, nói thủng thẳng: tao nói trước, bọn J1 nó chẳng giữ được lâu đâu, chúng mày cứ chuẩn bị tinh thần sẵn đi, nó mà bục chốt là tụi mình phải lên lấy lại đấy. Mỗi một đơn vị đều có những cái dốc mà khó ai có thể giải thích rõ ràng mạch lạc được. Từ đoàn 1 của trung đoàn tôi chốt chặn rất kém, cũng những con người ấy vũ khí trang bị như thế, thế mà cứ động chốt là bị bung. Mà chốt đã bị bung, đơn vị nào mà đánh chiếm lại rất khổ, máu phải đổ ra nhiều hơn so sánh với đánh chiếm lần đầu. Cả bàn nhậu lặng đi một lúc. Anh Truyền, y tá ôn tồn nói: mày nói làm gì cho anh em nó mất vui? Lúc nào trên bảo đánh thì ta đánh, việc của chúng ta là đánh, lo trước làm gì, mệt xác. Chỉ ngày hôm sau, sau bữa nhậu buổi chiều của chúng tôi, mệnh lệnh lên đường. Có lẽ nào lời nói của anh Bình Trắng đã thành sự thật, nhưng thật ra không hẳn vậy. Buổi trưa hôm đấy, một chiếc xe Jeep chở một tốp cán bộ tham mưu quân đoàn đi qua nơi nghỉ ngơi của chúng tôi, lao lên chốt Chi Phu. Người lái xe cứ dõi theo đường dây thông tin hữu tuyến dài ở ven đường mà đi. Mãi nói chuyện, anh lái xe và mọi người không để ý đến đường dây hữu tuyến đã hết từ lúc nào. Bỗng phía trước mặt xuất hiện một thằng lính post cầm khẩu B-40 lao ra chặn đường. Thôi bỏ mẹ rồi. Thì ra xe đã vượt qua tuyến Tiền Duyên lúc nào không hay. Chiếc xe quay đầu định tháo lui, không kịp nữa rồi. Ung oang, hai tiếng nổ rất gần. Toàn bộ tốp cán bộ tham mưu của quân đoàn chẳng thoát một ai. Lo rằng trong tốp cán bộ có ai đó bị thương và bị địch bắt sống, kế hoạch dự định tấn công đánh chiếm nốt Chi Phu và phát triển lên đến cầu Tà Yên đã bị lộ. Cấp trên ra lệnh cho trung đoàn 1 cùng với các đơn vị bạn lập tức lên đường đánh chiếm các mục tiêu như kế hoạch đã dự tính. Chỉ có thời gian là thay đổi ngày nờ. Bữa nhậu vừa kết thúc, đại đội chúng tôi lại lên đường. Tôi lại trở về với B của anh Nhạn với khẩu RBD quen thuộc, và anh lính còn đang trong trạng thái lơ mơ, đi trên bờ ruộng mà thỉnh thoảng lại loạng choạng bổ nhào xuống ruộng lõm bõm nước. Tiếng cười vẫn rộ lên. Chúng tôi lại nhằm hướng nam, nơi có con lộ nhỏ không tên vừa đánh bữa trước. Trời tối, chúng tôi tập trung tại một căn nhà nhỏ ở Phum Preikoki. Sau khi chính trị viên tiểu đoàn phổ biến nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, anh đứng trên một mô đất cao nói với chúng tôi: đợt chiến đấu sắp tới sẽ diễn ra quyết liệt, tính bất ngờ có thể không còn nữa, nhưng tôi xin hứa với các đồng chí cứ yên tâm chiến đấu, nếu đồng chí nào chẳng may hy sinh, chúng tôi dù rằng phải hy sinh thêm 3-4 đồng chí nữa để mang xác các đồng chí về, chúng tôi quyết
không để các liệt sĩ nằm lại trận địa. Trong chiến đấu, đối với người lính, cái sợ nhất có lẽ là bị đồng đội bỏ rơi mình nằm trong tay địch, dù còn sống hay đã chết. Nghe chính trị viên nói vậy, chúng tôi cũng yên lòng phần nào. Do kết quả của những bữa ăn xả láng vừa qua, bụng tôi lại có vấn đề. Chết thật, khổ vì cái mồm, người mệt dã rời. Đêm ấy, tôi ngồi gác để cho anh Nhạn và thằng Màu, người Tam Đảo Vĩnh Phúc, lính mới tò te bổ sung vào bê tôi, thay cho thằng Minh, cho đi ngủ trước. Đang gác, người tôi bỗng lạnh run, hai hàm răng va vào nhau cầm cập, chân tay run lẩy bẩy. Bỏ mẹ rồi, sốt rét. Từ chỗ tôi ngồi gác vào đến hầm thùng, nơi anh Nhạn đang nằm, chỉ có khoảng chưa đến chục mét, mà tôi bỏ mãi mới vào đến nơi. Tôi thì thào báo cáo với anh Nhạn. Anh Nhạn ra gác thay cho tôi và bảo tôi thôi vào hầm nằm đi. Thằng Màu lấy hết màn tăng ni lông đắp lên người tôi, lấy hai viên quinin cho tôi uống, vẫn run cầm cập. Thằng Màu liền đè cả người nó lên người tôi cho ấm. Ôi, cái tình đồng đội sao mà ấm áp đến vậy, đáng quý thế. Màu ơi, bây giờ em đang ở đâu? Sáng hôm sau, người tôi ê ẩm rã rời, các khớp xương như muốn long ra từng đoạn. Cơn sốt đã dứt, nhưng tôi vô cùng mệt. Tôi liền báo cáo với anh Nhạn xin phép cho tôi được về cứ anh nuôi, nghỉ ngơi ít ngày, cho lại sức. Anh Nhạn trầm ngâm một lúc, rồi động viên tôi. Thọ, nếu bê mình còn nhiều người thì anh sẽ đồng ý cho em về cứ. Nhưng em xem, cả bê bây giờ còn có ba anh em. Nếu em về nghỉ thì còn mỗi anh và thằng Màu, ú a ú ớ, nó chưa đánh đấm bao giờ. Thôi, em cố gắng một chút nhé. Em đưa khẩu RBD cho anh, còn em cầm khẩu M79 này cho nó nhẹ. Lần đầu tiên tôi thấy anh nhẹ nhàng đến vậy. Tịnh không thấy một tiếng đủ má, đủ cha trong câu nói của anh. Tôi lặng lẽ cầm khẩu M79 và dây đạn anh đưa. Tôi còn biết nói gì nữa. Trung đội đã hao tổn quá nhiều trong suốt những trận đánh vừa qua. Mỗi người lại còn phải cố gắng lên một chút vậy. Chúng tôi cũng không ngờ rằng trận đánh chiếm Chi Phu lần này lại nhàn đến vậy. Khi tiểu đoàn 3 lên đến nơi, các đơn vị bạn đã giải quyết xong. Chúng tôi thong thả hành quân hướng về cầu Tà Yên, người mệt mỏi rã rời sau trận sốt rét. Tôi đi rất chậm và nghỉ liên tục. Mãi đến trưa, chúng tôi mới lên đến nơi. Do anh nuôi không thể đưa cơm lên kịp, chúng tôi dừng chân bên một căn nhà nhỏ cạnh cầu Tà Yên để nấu cơm ăn trưa. Khoảng 2 giờ chiều, chúng tôi rẽ xuống con đường nhỏ ở bên tay trái, hướng về Phum Prey Cô Gốc. Chiều tà thê lương, vắng lặng không một tiếng súng. Không gian quạch đắng mùi tử khí. Chốc chốc, chúng tôi lại bắt gặp những xác người, địch hay dân đây. Xác trâu bò, hoặc vừa chết, hoặc chết đã lâu bốc mùi sặc sụa. Vòng vèo mãi, đến lúc trời tối mịt, chúng tôi mới tới được Prey Ambin. Mệt dã rời, cả trung đội mà cũng chỉ còn có 3 mống, chui vào trong một căn lều sát ngay cạnh đường, chẳng kịp mắc võng, tôi lăn ra đất ngủ một mạch. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mới nhận ra cả bọn nằm ngủ trong chuồng bò, phần vẫn còn đầy ở trên mặt đất. Chúng tôi lại thi nhau đào hầm, xác định vị trí xạ kích. Buổi chiều sang C14 tìm thằng Long, xem nó có ổn không. Hơn nửa tháng đánh liên miên, cũng chẳng kịp để ý đến nhau nữa. Đang đi, bỗng thấy tiếng gọi Thọ ơi ý ới. Hóa ra bọn thằng Trương bên C12, ở phố ngõ trạm. Chúng nó vừa bắn chết mấy con trâu, thấy tôi chúng nó gọi vào để ăn thịt trâu luộc chấm với muối ớt. Anh em xa lâu ngày, gặp lại tay bắt mặt mừng, vui quá thể. Sao chúng mày không xào thịt trâu lên ăn, có phải ngon hơn không? Tôi hỏi. Làm gì có mỡ, mắm muối. Thôi, cứ luộc lên, mỗi thằng một tảng. Thịt nhiều vô kể, cả mấy con trâu chúng nó chỉ xẻo lấy cái quẩy mông, đùi sau và tim, gan, còn thì vứt tất, thật phí của giời. Hôm sau chúng tôi nghỉ ngơi và bổ sung thêm trang bị. Tôi nhận khẩu B40, còn khẩu RBD giao lại cho thằng Màu. Tôi hướng dẫn cho Màu cách tháo lắp, cách sử dụng khẩu súng. Thằng Màu thủ thỉ kể cho tôi về gia đình, về bản thân nó. Đang ở nhà chăn trâu, nó phải đi bộ đội, huấn luyện chỉ hơn một tháng đã phải lên đường vào đây. Nó chưa được bắn một phát súng nào. Nó bảo với tôi, anh ơi, lúc nào các anh chạy, anh nhớ bảo em với nhé. Yên tâm đi, nhưng sao mà phải chạy? Tôi lên giọng lính cựu với nó. Thì em nghe thấy mấy anh bảo, thỉnh thoảng mình vẫn bị miên nó đánh cho chạy re kèn mà. Tôi bảo nó mang súng ra ngoài hầm phía sau. Lúc nào nghe thấy tiếng súng bọn miên bắn,
thì cho nó bắn thoải mái. Lúc nào nghe tiếng súng mà nó thấy hết sợ thì thôi. Đến khoảng nửa đêm hôm ấy, đại đội chúng tôi được trinh sát trung đoàn dẫn đi đánh phối thuộc với trung đoàn 2. Đêm tối như hũ nút, tôi cứ bỉ bõm bước thấp bước cao theo sát anh Nhạn đi ở phía trước. Cứ có lệnh nghỉ tại chỗ là tôi đặt ịch giá đạn xuống đất, không thèm tháo nó ra khỏi vai và tranh thủ nhắm mắt. Buồn ngủ quá, chúng tôi đi theo một bờ đê của con sông chạy về thị xã Sở Vây Dương. Đang vừa đi vừa ngủ ga ngủ gật, bỗng ùm, tôi phi cả người xuống sông. Thằng Màu vội vàng kéo tôi lên. Xung quanh chúng nó cứ bịt mồm cười khành khạch. Trinh sát trung đoàn không bắt được liên lạc với trung đoàn 2. Chúng tôi lại quay về vị trí cũ. Đêm hôm sau cũng vẫn như vậy. Chúng tôi cứ ra đi lúc nửa đêm và về lúc gần sáng. Sáng hôm sau anh Nhạn cầu nhỏ với tôi: đi đột ban đêm mà giày của mày cứ lép ba lép bép, lộ mẹ nó mất. Nhưng nước nó cứ tràn vào giày của em, đi nặng chỉnh chịch. Tôi cãi: để má, mày ngu lắm, lấy dao chặt cái mũi giày đi. Nước có vào chỉ cần chống mũi xuống là ra hết. Lại một bài học bổ ích cho tôi. Tôi và thằng Màu lập tức thực thi mệnh lệnh. Chiều ngày 6 tháng 7 năm 1978, trời mưa tầm tã. Trung đoàn tôi được lệnh lên chiếm khu nhà tôn nằm ở dải đất cao nhô lên ở phía trước, phun spray âm bin. Vừa lên khoảng được hơn 100 mét, bọn địch đã phát hiện thấy chúng tôi. DKZ B-40, B-41 đạn nhọn của chúng bắn xối xả vào đội hình của ta. Không thể lên được. Sau hơn một tiếng nằm úp mũ lên, che mặt ngủ giữa trời mưa, chúng tôi được lệnh rút về vị trí cũ. Chiều hôm sau, hội nghị quân chính đại đội được tổ chức. Anh Han Đen, người Thanh Hóa lính 74, nguyên B trưởng cuối 82 bên C-14, được điều về thay anh Bình Trắng, vừa bị thương hôm trước, làm đại đội trưởng. Anh Han người to cao, đen, nói năng mạnh mẽ, dứt khoát, chứ không nhỏ nhẹ như anh Bình. Hội nghị trình bày phương án tác chiến của ngày mai. Ngày mai chúng tôi vẫn đánh lên khu nhà tôn phía trước, nhưng phương án có sự thay đổi. Bên tay phải chúng tôi, trung đoàn 2 đảm trách, khu vực giữa là trung đoàn 3, bên tay trái là trung đoàn Vàm Cỏ. Trung đoàn tôi là dự bị của sư đoàn, tiểu đoàn 3 là dự bị của trung đoàn, còn C-11 của tôi là dự bị của tiểu đoàn. Trợ chiến gồm có 4 chiếc M113 của Lữ 22, pháo 155 của quân đoàn 300 quả, 2 khẩu 105, 2 khẩu 85 nòng dài, 2 khẩu 37 của sư đoàn hạ nòng bắn thẳng, quá chuẩn. Thế thì chúng mày có mà nát như tương. Đại đội tôi lại là dự bị của dự bị, 3 lần dự bị thì có mà ngồi chơi sưởi nước. Tôi sung sướng thầm nghĩ như vậy. 5 giờ 30 phút sáng ngày 8 tháng 7 năm 1978, tiếng pháo quân đoàn sư đoàn đồng loạt nổ. Tôi ngồi thu lu cùng đồng đội trên lũy đất mọc toàn cây le, nhìn thấy toàn cảnh của trận chiến, còn hay hơn cả xem phim giải phóng của Liên Xô. Tiếng ùng ngoằng pháo ta nện dữ dội, tiếng 105 âm âm nặng nề, tiếng 85 thì thẳng căng đành sắc, tiếng 37 ly dồn dập. Những chớp lửa lăng nhăng giật bay mái tôn, khói bốc lên quần quận. Chà chà, quá sướng, quá đã. Phát này thì chúng mày tan xương nát thịt rồi. Pháo vừa chuyển làn, xe M13 lừ lừ tiến sau bộ binh của trung đoàn Vàm Cỏ. Hai trung đoàn 2 và 3, bộ đội cũng bắt đầu xung phong, thoát ẩn thoát hiện sau những cây thốt nốt. Nhưng sao thế kia? Một chiếc M113 bị DK của địch bắn cho tung xích. Bộ đội lao lên rồi ngã xuống. Ôi, sao bị nhiều thế kia? Ngã nhiều quá. Các đơn vị vận tải lao lên khiêng, vác thương binh tử sĩ về tuyến sau. Đang mải chăm chú xem phim, tôi bỗng nghe tiếng thông tin IWAT đứng cạnh tôi: 919001, 919001. Thôi bỏ mẹ rồi, mã 919001 là ký hiệu của đại đội tôi. Chắc có khó khăn nên đơn vị dự bị phải vào trận rồi. Mà cái trò đánh đã không thắng thì dự bị phải lao vào chỗ đang khó khăn nhất. Dĩ nhiên, tôi xốc giá đạn lên vai, tay xách thêm một quả B-40. Anh Hàn dẫn chúng tôi lao ra hướng của trung đoàn 3. Tuyến tiến công vướng toàn sình lầy, chúng tôi cứ phải lao men theo bờ ruộng. Thảo nào mà bộ đội bị thương vong nhiều như vậy. Bọn địch cứ nhằm bộ đội ta đang di chuyển rất chậm do vướng sình mà bắn. Lại ngã rồi. Tôi lao lên nhằm thẳng phía trước. Ùng oành, tôi nổ súng, tai tôi ù đặc đi. Nhớ lời anh Nhạn dặn,
Tôi làm luôn một phát nữa, thông tai rồi. Bắn B-40, B-41 khi vào trận là cứ phải làm liền hai phát để thông tai. Rút kinh nghiệm đã được chứng kiến, tôi không chạy theo bờ ruộng vì sợ bị địch bắn tỉa. Ba chúng tôi lội ào xuống sình chạy tản ra. Phập phập, chiếu chiếu. Đạn đại liên của địch xiên vèo vèo trước mặt tôi. Tôi lấy quả đạn thằng Màu đang cầm cắm ngay vào nòng. Nhìn thấy ổ đại liên của địch đang nhả đạn, tôi bóp cò. Ung, oang. Trượt mẹ nó rồi. Tôi nằm chúi đầu xuống ven bờ ruộng. Phập phập. Đạn đại liên của địch cày ngay trước mặt tôi. Chắc thằng này đã nhìn thấy tôi rồi. Không thể di chuyển đi đâu được vì xung quanh toàn sình lầy. Nằm đây chắc chết quá, tôi thầm nghĩ vậy. Lại phập phập chiêu chiếu. Cằm tôi bỗng giật lên. Thôi bỏ mẹ, dính rồi. Máu chảy đỏ ngực áo. Anh Nhạn, em dính rồi. Tôi vừa nhòm dậy định rút thêm quả lựu đạn thì bụp. Tôi thấy toàn thân tê dại. Một viên đại liên nữa của địch phá nát bàn tay phải của tôi. Tôi hét lên. Anh Nhạn, em lại bị phát nữa. Nằm im, tao sẽ băng cho. Để má, sao trận này dính nhiều thế? Anh An xe trưởng thấy tôi bị thương liền chồm sang vớ ngay khẩu B-40 của tôi lắp đạn và bóp cò. Ung, oang. Tiếng đại liên địch im bặt. Quá đau. Tôi thò tay lại rút con dao găm chiến lợi phẩm mà tôi rất quý, cắt tất cả dây đeo giá đạn, bỏ luôn cả túi mìn Claymore, trong đó có sổ sách đồ dùng cá nhân, cả con dao quý báu của tôi nữa. Vứt, vứt hết. Tôi nghe tiếng anh Nhạn hét ầm lên. Để má thằng Han nhá, mày làm cháy hết người ông rồi. Thì ra trong khi đang loay hoay để bò sang chỗ tôi, anh Nhạn đã bò ngay sau khẩu B-40, đúng lúc anh Han nổ súng tiếp. Cả quần lửa trùm lên lưng anh Nhạn. Anh Han hét. Chửi cái CC. Mày và thằng Thọ băng bó xong, cố chạy về tuyến sau đi. Nằm đây đợi vận tải thì có mà toi cả lũ. Anh Nhạn lao đi, cái áo đã bay đi cả mảng, để trần ra tấm lưng đỏ như tôm luộc, da lợt từng đám trông thật sợ. Tôi tê dại nửa người, nhưng nằm đây thì chết là cái chắc. Tôi cố gắng vùng dậy, cứ theo bờ ruộng mà chạy về. Bọn địch chắc nhìn thấy tôi, liền bắn theo chiều chiếu. Vừa nhìn thấy hầm cối 60 của đại đội, tôi phi cả người lao xuống. Bọn ở cối 60 giúp tôi băng lại vết thương ở cằm và ở tay. Một viên sượt qua xé rách cằm, còn một viên xuyên qua lòng bàn tay phải, làm toác lòng bàn tay và cổ tay tôi. May rồi, nếu viên ở cằm mà dịch lên chút nữa, thì có mà đi buôn hoa quả sớm. Hóa ra ở đời chết cũng không phải dễ. Ngồi ở hầm cối của đại đội, tôi chứng kiến trận đánh tiếp tục. Bộ đội ta vẫn không thể nào tiến lên được. Để má, phải mang bọn trinh sát ra mà chém đầu. Ai lại vạch hướng tấn công toàn bãi sình lầy thế này? Chết là phải. Tôi lầm bầm. Ở hầm bên cạnh, trung đoàn trưởng trung đoàn 1, trung tá 3C, đứng theo dõi trận đánh cùng mấy vị chắc là sĩ quan tham mưu. Ông buồn bã. Sao dính nhiều thế này? Tao thương mấy thằng lính chết trẻ quá. Hai chiếc M113 còn lại đang rin rỉn bò về theo đường lộ. Một sĩ quan tham mưu bảo tôi. Thôi, thằng em ra lộ, bảo mấy thằng M13 nó cho về phẫu trung đoàn. Chắc đơn vị cũng sắp rút rồi. Thế là thua, thua đau đớn. Tôi cứ tưởng rằng trận đánh này sẽ vô cùng nhàn nhã. Binh hùng tướng mạnh thế kia mà. Ngờ đâu lại tan tác đến vậy. Tôi chán trường đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Loạng choạng ra lộ, mấy lính trên xe kéo tôi lên chiếc M13 chạy thẳng về trạm phẫu trung đoàn tại Antomok. Lúc đó là 11 giờ ngày 8 tháng 7 năm 1978. Tại trạm phẫu trung đoàn, thương binh nằm la liệt khắp nơi, tiếng kêu la, tiếng rên rỉ, những khuôn mặt méo đi vì đau đớn. Cánh tay tôi giờ đã sưng vù to như bắp chuối, làm phồng căng cả tay áo K-74. Tôi ngồi dựa lưng vào một nhà sàn, nhìn ngó xung quanh. Trận đánh này trung đoàn chắc thiệt hại nặng. Hóa ra trận nào mình chuẩn bị tinh thần để vào trận ác liệt thì lại nhàn. Trận nào mình tưởng nhàn như đi chợ thì lại bị đánh đến biêu đầu mẻ chán. Thương binh được phân loại ngay, trọng thương, trung thương, khinh thương. Bộ phận chủ yếu là phân loại thương binh, băng bó và phát quần áo cho anh em nào quá rách. Cho anh em ăn tạm bát cháo để lấy lại sức. Những chiếc xe tải chở thương đi lại tấp nập. Tôi được băng bó sơ qua, phân loại là trung thương, rồi quẳng lên một chiếc xe trở về phẫu của sư đoàn, đóng tại Chi Phu. Tại phẫu Chi Phu, bác sĩ Cường người Hà Nội cùng khối 68, tiểu khu hàng chống với tôi.
Thấy bác sĩ bảo vậy, hay cũng là một cách động viên. Trực tiếp chăm sóc vết thương cho tôi. Nhìn vết thương đầy bùn đất, bác sĩ bảo, để tránh bị nhiễm trùng uốn ván, tốt nhất là em để anh cắt bàn tay đi, cho nó an toàn. Ấy, anh ơi, anh mà cắt cụt tay em, thì em còn nạm ăn được gì? Tôi nghĩ đến bàn tay viết lách, này cụt lủn, chán chặt một chết. Anh cố gắng giữ cho em, tôi nài nỉ. Bác sĩ không nói gì. Anh cắt lọc rồi đổ oxy già vào rửa vết thương. Anh đổ vào hết vết thương của tôi một lọ penicillin, rồi khâu túm lại. Anh chỉ sơ cứu tạm thế này. Chiều về Sài Gòn, các bác sĩ ở đây sẽ xử lý tiếp nhé. Chiếc ô tô tải thương của sư đoàn chở tiếp chúng tôi về Mộc Bài thì dừng lại. Các má các chị ở đây xúm lại, đỡ bọn thương binh chúng tôi xuống xe. Nào là nước mía, nào là bánh ú, bánh mì. Nhưng tôi thì không uống nổi, nuốt nổi. Phần thì đau, phần thì sợ uống vào sẽ loãng máu mà chết. Chiếc máy bay UH-1A phành phạch đến đón chúng tôi. Quả này có khi được về thẳng viện 108 cũng nên. Tôi thầm nghĩ vớ vẩn như vậy. Lên máy bay, do rung lắc mạnh, một thương binh trong số bọn tôi bị thương vào đầu, ộc máu ra. Từ thương binh, anh đã chuyển sang từ trần. Tôi nằm tiếp đi trong cơn đau và mệt mỏi. Sân bay Tân Sơn Nhất, buổi chiều nóng rẫy, hơi nóng phả từ đường băng bốc lên ngột ngạt. Chiếc HU-1A từ từ tắt máy. Những chiếc xe cứu thương đợi sẵn từ bao giờ nhanh chóng áp sát. Mấy cô y tá trẻ măng mặc áo blue trắng toát nhẹ nhàng chuyển chúng tôi từ máy bay xuống xe. Đồng chí liệt sĩ được ưu tiên một mình một xe, còn chúng tôi cứ ba bốn thằng một xe cùng y tá lao nhanh về viện. Vừa đi xe vừa hú còi inh ỏi. Chúng tôi đến viện 115 ở đường Nguyễn Tri Phương thì phải, và nhanh chóng được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Sau khi cắt lọc lại, vết thương của tôi được khâu vá và định vị lại phần xương mọng, chân quay bị vỡ. Rất may là không phải cắt cụt, mừng hết biết. Ngày hôm sau, tại phòng bệnh viện trên tầng 2, tôi nằm cùng với một lính của F-341, vết thương thấu phổi và gãy tay trái. Lúc nói chuyện tôi được biết nó cũng là người Hà Nội, nhà ở trên đường Tây Sơn, đối diện Gò Đống Đa. Ngày mai nó có tên trong danh sách DA, sẽ lên máy bay ra điều trị tại viện 103 trong Hà Đông. May quá, tôi liền nhắn gửi nó báo tin cho gia đình biết tình hình của tôi. Đến bây giờ tôi và gia đình cũng không nhớ được cậu bạn mới quen ấy tên gì, số nhà bao nhiêu ở đường Tây Sơn. Thật là ân hận. Chỉ biết rằng chỉ 3-4 ngày hôm sau, gia đình tôi đã biết tin về tôi. Phòng bệnh tôi nằm điều trị rất đông thương binh, phải đến 50 giường, chia làm 2 dãy. Thương binh đủ các loại, từ các mặt trận gửi về. Sáng sáng đó đây vang tiếng tá bô, ầm ĩ. Lẽ ra phải gọi y tá ơi, cho tôi xin cái bô. Cả phòng chỉ có 2 em y tá phục vụ, làm sao để cho kịp bô cho các bố được. Mà chỉ chậm một chút là các bố bĩnh ngay ra giường, thật quá quắt. Đã vậy mấy ông thương binh nặng lại còn chơi khăm. Họ bố trí cho 2 thằng ở 2 đầu cùng nhau gọi bô. Chưa xong cho thằng đầu, thằng ở giữa phòng lại gọi. Cứ thế họ hành hạ 2 cô bé đến là tội. Phục vụ tôi là cô y tá tên Mai, người Sài Gòn, nói năng nhỏ nhẹ, không biết cáu bao giờ. Mặc cho các thương binh cáu gắt, giận dỗi, Mai vẫn nhẹ nhàng làm tốt công việc theo chức trách. Nào đưa thương binh đi tắm, nào thì đi xem tivi, nào thì mắc màn. Tôi vô cùng biết ơn và cảm phục cô y tá ngày ấy. Tôi biết ơn bác sĩ Chín, người bác sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã nhiệt tình chăm sóc vết thương cho tôi. Tôi cũng nhớ mãi cái cách tiêm của bác sĩ, trông sợ vô cùng. Bác sĩ cầm xi lanh trên tay, phi đánh phập một cái vào bắp, rồi bơm thuốc, nhưng lại chẳng gây đau cho thương binh chúng tôi. Tôi nằm cùng với một cậu ở F7, cậu ta bị thương vào ổ bụng, 2 thằng chúng tôi cứ thay nhau. Hôm nay mày báo ăn cháo sữa thì tao báo ăn cháo thịt, ngày mai lại ngược lại. Cháo thịt thì mỗi suất nửa chậu, cháo sữa thì một ngày một hộp ông Thọ. 2 chúng tôi ăn chung một suất cháo thịt vẫn không hết. Sữa thì cuối tuần gom lại, ra ngoài bán 7 đồng một hộp, tiền tiêu thoải mái luôn. Tôi nhờ nó viết thư cho ông anh rể của tôi, lúc ấy đang là bộ đội ở quân khu 9. Từ ngày gửi thư, chiều nào tôi cũng ra cổng viện mong ngóng anh. Mong hoài mà chẳng thấy tăm hơi đâu, buồn thật. Vết thương của tôi cũng liền miệng nhanh chóng. Tôi được chuyển về quân y viện 4 của quân đoàn tại căn cứ Sóng Thần, Bình Dương.
Cuối tháng 7 năm 78, tôi ra viện về đơn vị tiếp tục chiến đấu. Lại vòng vèo sóng thần, đồng dù chẳng lớn. Lần này tôi đi một mình, với phương tiện tự túc. Cuối cùng, bước chân của tôi đã dừng lại cứ ba lô của đại đội tại Mộc Bài. Trong cứ cũng toàn thương binh. Tôi dừng lại cứ một ngày. Đến ngày 27 tháng 7 năm 78, thì tôi quyết định đi bộ lên chốt. Lúc ấy trung đoàn tôi vẫn ở Nam Brasut, đóng tại Pretium, còn tiểu đoàn 3 chốt tại Phum Prechama. Chẳng mấy chốc, tôi đã đến Ba Vét. Chỉ huy ở sư đoàn 9 đang trú tại đây. Mệt, tôi ghé vào nghỉ dừng chân tại dãy nhà đầu tiên. Đây là dãy nhà của phòng hậu cần sư đoàn. Thấy tôi một thương binh còn đang băng cuốn kín tay. Mấy anh trong ban quân nhu sư đoàn mời tôi vào ngồi nghỉ uống nước. Hôm đó đúng ngày 27 tháng 7, ngày thương binh liệt sĩ, nên bàn còn có bánh kẹo, bia. Tôi đang ngồi nói chuyện, một chiếc xe đốt hồng thập tự dừng lại đỗ ngay ở ven đường. Anh lái xe bước vào xin ngụm nước, chắc đã quen nhau. Mấy lính quân khu hỏi, xe chở gì vậy anh? À, chở một tự sĩ của C-11J3-E1. Anh lái xe trả lời. Nghe đến vậy, tôi giật thót. Đúng đại đội tôi rồi. Tôi thoáng nghĩ đến thằng Minh. Lúc này chắc nó đã ra viện. Mình nặng như thế mà còn đi viện chưa đến một tháng mà vết thương của nó thì... Nghĩ đến đó, tôi hỏi anh lái xe. Anh ơi, cho em hỏi chút, liệt sĩ tên là gì vậy? Long, Lê Phú Long, Hà Nội, bị lĩnh một trọn quả AT vào rạng sáng nay. Trời ơi, anh lái xe chắc nhầm đơn vị, C-14 thành C-11. Long ơi, mày đã bị sao rồi? Tôi chạy vội ra xe, chiếc xe đốt cũng thấp. Tôi nhìn vào xe, thằng Long nằm đó, mặt nhắm nghiền, một mảng ngực và cánh tay trái bị bay đi đâu mất. Máu, máu đông lạ đen đặc. Long ơi, thế là tổ tam tam của chúng mình đã mất đi một thành viên. Thế là cái lời nhắn nhủ trên bãi cỏ trước cổng M36 đã một phần biến thành hiện thực. Thế là hết những mộng mơ về cổng trường đại học của mày. Thế là hết rồi Long ơi. Chiếc xe chở Long đi rồi, tôi vẫn còn thẫn thờ nhìn theo. Những đám bụi cuốn theo bánh xe mở dần, rồi khuất hẳn. Nước mắt tôi giàn giụa, không còn bụng dạ nào để tiếp tục ngồi uống nước. Tôi lập tức tiếp tục lên đường. Bước chân bây giờ trở nên nặng nề. Những hình ảnh của thằng Long cứ bám giết lấy tôi đến tận nơi tiểu đoàn đứng chân. Người đầu tiên tôi gặp là thằng Hoan, Nguyễn Công Hoan ở phố HT. Nó cùng C-14 với thằng Long. Nhưng thằng Hoan làm liên lạc cho đại đội. Tôi hỏi han tình hình về cái chết của thằng Long. Nó cứ ú à ú ớ. Cái thằng này cho đến bây giờ cũng vậy. Cứ động nói đến những năm tháng khói lửa ngày xưa là nó có vẻ chẳng mặn mà. Hắn chỉ thích nói đến việc xây dựng kinh tế gia đình, làm ăn buôn bán. Mặc dù bây giờ vẫn đang đeo quân hàm trung tá hay thượng tá gì đó. Buồn hết sức cho những người đồng đội chóng quên quá khứ như vậy. Nếu mày có đọc được những dòng này, mày đừng giận tao. Điều đó cũng lý giải tại sao tao ít ghé qua nhà mày. Bởi gặp mày, tao cũng chẳng biết nói chuyện gì cả. Thứ lỗi cho tao Hoàn nhá. Tôi nhanh chóng hỏi đường với C-11, đội quân thân yêu của tôi. Nơi mà thằng Minh đang làm tôi lo lắng đến cháy ruột gan. C-11 của tôi kia rồi. Đại đội nằm bên một khoảng đất tương đối rộng. Hầm quan sát ở đại đội nằm ngay cạnh ven đường. Băng qua khoảng đất rộng là hầm tiền tiêu của thằng Minh. Nhìn thấy tôi, thằng Minh chạy lại ôm chầm lấy tôi, toe toét cười. Mày về rồi đấy à? Thế vết thương có nặng không? Mày bị mà tao chẳng biết nằm ở đâu đến chơi. Nó hỏi tôi một hồi, làm tôi chẳng kịp trả lời. Thôi, mày về hầm tao, thằng Minh phán. Nó chẳng cần biết tôi có được đại đội phân về ở với nó hay nữa không. Nó cứ làm như nó là đại đội trưởng không bằng. Nó rủ tôi qua chỗ bốn cái tốt nốt mọc thành hàng, trải ni lông ra, rồi hai thằng nằm nói chuyện. Chuyện nó đi viện ra sao, nó bỏ đi chơi Sài Gòn như thế nào, chuyện đánh đấm vừa qua, ai còn ai mất. Chuyện nó mới nhận được thư trăng sáng, nó khoe. Nàng đã chấp nhận lời tỏ tình của tao rồi, thằng Minh nói giọng đầy phấn chấn. Trong thời gian tôi đi viện, đại đội có nhiều thay đổi, thằng Màu cũng bị thương. Trong đơn vị xuất hiện toàn chiến sĩ mới, cán bộ chỉ huy cũng mới. Nó bây giờ chuyển sang bắn B-41. Tôi thông báo cho nó vụ thằng Long bị dính. Nó lặng người trầm ngâm.
Đến bây giờ nó mới được biết. Thằng Minh có vẻ rắn giỏi và trưởng thành lên nhiều. Nằm nói chuyện với tôi, nghe 12 ly 8 của địch nổ toang toác, mà tôi thấy nó hầu như chẳng để ý gì. Còn tôi cứ giật mình thon thót. Bạn không biết chứ, gần một tháng được nằm nơi hòa bình, phố phường đô hội. Cơm có người bưng, nước có người rót, tắm có người kỳ lưng. Con người ta chóng hư quá. Những phản xạ được nhờ trải qua trận mạng bỗng biến đâu mất cả. Giờ đây nghe tiếng đạn nổ đầu nòng cũng giật bắn mình. Trong sâu thẳm le lói trong tôi một nỗi sợ mơ hồ chán thật. Đến cuối giờ chiều, đại đội gọi tôi lên. Đại đội trưởng mới thông báo cho tôi biết, theo thông báo của tiểu đoàn, do vết thương của tôi chưa ổn định nên tiểu đoàn quyết định tôi sẽ về tập trung tại trung đoàn để đi ăn dưỡng một thời gian. Khi nào vết thương bình phục hoàn toàn sẽ trở về đơn vị. Tôi vừa mừng vừa buồn lẫn lộn. Tôi lại sắp xa thằng Minh rồi, đến bao giờ mới gặp lại nó đây? Chiều tà, tôi lên đường trở lại sở chỉ huy trung đoàn. Thằng Minh tiễn tôi đến tận quan sát sở tiểu đoàn. Tôi và nó dặn dò nhau đủ thứ. Với vẻ tần ngần, nó lấy ví, chiếc ví nhựa màu xanh có in hình một cô gái, nghiêng đầu cười, nháy mắt quen thuộc. Nó rút ra, đưa cho tôi một tấm ảnh chân dung. Tấm chân dung nó chụp nghiêng, mặc quân phục sao tiết đàng hoàng hồi ở Xuân Mai. Tao tặng mày tấm này, mày cầm lấy làm kỷ niệm thọ nhé. Giọng thằng Minh nghe chừng xúc động. Tôi chưa từng thấy nó như thế bao giờ. Mày vớ vẩn, tao chỉ đi ăn dưỡng một thời gian rồi tao lại về. Tôi gạt đi. Tôi đã từng chứng kiến những linh cảm, những kiêng cữ vô cùng chính xác nhưng vô cùng khó giải thích của những người lính chiến. Chúng tôi lo sợ rằng hành động của thằng Minh như thế này có lẽ báo trước một điều gì đó chăng? Mày cứ cầm lấy cho tao vui. Nếu khi mày trở lại đơn vị, mình còn gặp nhau lại, thì tao sẽ xin lại. Thằng Minh nói dứt khoát. Thế là đúng rồi. Thằng Minh chắc đã có những linh cảm rất rõ ràng, nên nó mới hành động như vậy. Tôi nhận tấm ảnh từ tay thằng Minh, mà trong lòng buồn rượi. Tôi linh cảm rõ ràng lần gặp nhau này của chúng tôi là lần cuối cùng. Mày ở lại cẩn thận nhé, Minh. Tôi xúc động dặn dò. Yên tâm đi, nó toét miệng cười. Nó muốn làm tôi vui đây. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, nước mắt tôi trào ra. Thôi, mày đi đi. Nó đẩy tôi ra rồi quay đầu rảo bước. Tôi đứng nhìn theo cái dáng cao gầy của nó, mãi cho đến khi bóng nó khuất sau rặng le ở ven đường. Tôi trở về trung đoàn trong những bước đi nặng nề. Quãng đường không xa, mà sao cảm thấy như là vô tận. Oh.